giới thiệu anh em cái đèn hậu bên trong con Fortuner đời 2007 đến 12. Bản này là bản quốc tế. Bản quốc tế khác bản Việt Nam thế này. Bản quốc tế là phần trắng này trên, phần đỏ ở dưới. Đấy. Bản Việt Nam thì lại ngược lại. Anh em mà cần gì thì Zalo cho mình nhé.